Đồ Cố Đức Hiền xin trân trọng kính chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2013. Hôm nay tháng 11 đúng không? Thì ở đây ghi nhầm là mùng 2 tháng 12 năm 13. Chúng tôi đang quay những cái hình ảnh về đóng gói cái lô hàng mà chuẩn bị chuyển đi nhà anh Thọ Hà, chị Huyền là hai doanh nhân thành đạt trong ngành hóa chất của Việt Nam, và cái mẻ hàng này sẽ chuyển vào Block C Imperial Tân Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Cái mẻ hàng này để chuẩn bị cho anh Hà, chị Huyền thì gồm có là một chiếc sập đặc sắc bằng gỗ mun 1m80 x 2m2 bằng gỗ mun vân đẹp đặc biệt. Đây là hình ảnh chữ ký của chị Huyền, chữ ký rất hoành tráng mà chị cẩn thận, chị còn ký giáp lai từ bên này sang bên kia. Thế và trong cái mẻ hàng này thì chị Huyền, anh Hà còn lấy cặp bàn thờ. Đây là hình ảnh đang chuyển bàn thờ từ trên tầng 4 xuống, một chiếc kệ tivi, một chiếc tủ áo gỗ mun, kệ tivi mun, bàn thờ mun, một chiếc bàn Nhật Bản, bàn trà Nhật Bản. Và hiện nay là chúng tôi đang đi xuống tầng 1 để quay những hình ảnh đang đóng gói cái mẻ hàng của anh chị. Đây là cái chiếc, đây là cái nóc tủ áo, đây chị Huyền ký đây. Đây là bệ tủ áo. Còn đây cái bàn nhỏ của bàn thờ sẽ được đóng kèm với, sẽ được ở trong lòng sẽ nhét cái bàn trà Nhật này vào đây. Đây chị Huyền đã ký cẩn thận ở dưới gầm. Chị Huyền thì bao giờ ký giáp lai. Thế còn đây là hình ảnh đang đóng gói 4 chiếc cánh tủ. Đây là kiện số 2. Đi nhờ đi. Còn đây là cửa ngăn kéo đơn và suốt sẽ chuẩn bị được đưa vào cùng với cái kiện của bàn thờ nhỏ. Còn đây là kiện số 1. Kiện số 1 đã đóng xong. Đây, kiện này đã để này, Đồ Gỗ Đức Hiền 0984666999 gửi anh Hà Huyền Imperia An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ở kiện này gồm có tủ áo là 4 hồi và 2 chiếc hậu. Đây là kiện số 1. Còn đây là kiện số 2. Và ở đây là thường xuyên chuyển hàng đi thành phố Hồ Chí Minh cho nên là bệ riêng, nóc riêng, cho nên là những người thợ là đóng gói rất chuyên nghiệp, đóng như là những nhân viên của ngành bưu điện. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý khách về tham quan mua sắm ở các cái sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ tại Đồ Gỗ Đức Hiền, là cái cửa hàng lớn 6 tầng, mỗi tầng 200m2 tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cái dòng chữ Trung Quốc trên kia là chữ Huyền An Tớ Xiển Hùng Mua Cha Duy Cung Sư, là đồ gỗ mỹ nghệ Đức Hiền Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những cái clip sau. Và chúng tôi sắp giới thiệu chiếc giường hoàng đế gỗ hương để mang đi Đông Triều, Quảng Ninh.
Tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.